Không có ngồi đâu, tại vì em xin phép rồi, em phải làm việc chứ. Phải chụp nhiều góc nó mới đẹp anh. Kỹ thuật số VTC Việt Nam. Quá hay luôn, em thấy một cái câu chuyện series ảnh mà như vậy nó mới độc đáo anh ơi. Quốc Cường, Dũng và rất nhiều thế hệ học sinh của tôi ở trong bản Việt Nam nhạc ra Việt Nam đã hết năm. Tôi đúng là nghệ sĩ không chú? Xin cảm ơn. Và sau đây là bản nhạc về quê của con Đức Phượng. Đẳng cấp của người Việt đấy, tôi muốn nói với các bạn.
đấy tối nay ông diễn nhưng mà tôi nghe nên tôi biết là hơi bị hở. Dạ. Tôi bảo tôi để bố về với chị. Tôi thấy cũng hiếp rồi. Tức là không ai hiểu hiểu mọi gia bằng anh đó mà. nhiều người cũng nói đến gia nhưng mà thực ra là họ cũng không hiểu bằng tôi cả. Dạ đúng rồi. Bởi vì họ cũng vẫn bị phân tâm với các loại khác. Nhưng tôi thì chỉ có một con đường. Không phải là tôi không diễn được các loại khác đâu, không từ chối. Kỳ nghệ sĩ anh này tối nào anh cũng hỏi ở ngay cái quán ở phía trước cung hữu nghị phải không anh? Đúng rồi, mỗi tối luôn anh, hàng tối luôn. Ồ. Cái câu lạc bộ nhạc gia này nếu nói đúng ý nghĩa là tôi làm từ cách đây 14 năm rồi. Ồ. Di chuyển rất nhiều nơi và luôn luôn là hàng tối. Ồ. Cái tinh thần của âm nhạc là không dừng và thay nhau cùng làm xây dựng một cái hệ thống và để chơi với nhau. Tối nay là nghề Phật cha truyền con nối nghề hay là cái nghề mà có bài phần hai thì có con cùng đối xứng với nhau à, chơi phù nó dễ hơn đúng không à. Tôi cũng có nhiều những kỷ niệm rất là đẹp. Dạ. Bạn bè nhiều người cảm thông cho mình thì cái sự phấn đấu. Chú cháu tôi tôn vinh anh là quá quý thầy đó, đồng cảm luôn thầy. Dạ. Thế nên tôi cũng sẽ tặng cái đĩa đầu tay của tôi. Là hôm nay là cháu nó chơi một số bài trong đấy. Là tôi là người sáng tác dân gian Việt Nam với phong cách gia. Và xuất bản nó năm 1999. Ôi dồi. Trong cái thì nếu mà lúc ấy mình mà làm cái gọi là ca nhạc hay là những cái bài ca tình khúc nổi tiếng thì có lẽ là mình cũng có thu hoạch đấy. Cái nói chứ không phải chính trị, tôi cũng yêu chủ đề này thì tôi yêu là tôi là người Việt Nam. Tôi nói là thật đúng quan điểm công nhân sống là người Việt Nam làm được pháp luật. Còn cái chuyện chế độ thì tôi là phá. Nói chung là vì đồng bào tôi. Tinh thần Việt là sẽ làm để chứng minh là của
bước này lúc bao nhiêu tuổi?